tại sao phải vệ sinh nhà lạnh ô tô? Chắc là nhiều anh em đang sử dụng xe ô tô sẽ cùng cái câu hỏi là tại sao mà lại phải vệ sinh nhà lạnh ô tô, đúng không ạ? Thì hôm nay em xin phép trả lời cho anh em là tại sao phải vệ sinh nhà lạnh ô tô nhé. Đó, thì là một chiếc xe ô tô sau 1 đến 2 năm sử dụng hoặc là sẽ chạy ở tầm 20-30.000 km thì anh em sẽ cảm nhận là cái điều hòa anh em nó không được thơm, không được mát, không được tươi như là lúc anh em mới sử dụng xe nữa, đúng không ạ? Cái nguyên nhân đấy dẫn đến tình trạng mà khi anh em sử dụng xe ô tô bật điều hòa lên nó có mùi khó chịu, đó là cái sau một thời gian sử dụng ấy, cái bụi bẩm cũng như là vi khuẩn nấm mốc nó bám ở trong dàn lạnh điều hòa, dẫn đến tình trạng mà anh em khi mà bật điều hòa lên, nổ máy lên, anh em đi sử dụng và nó có cái mùi điều hòa rất là khó chịu. Cái mùi điều hòa này thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người trong xe và cũng có thể nhiều người say xe thì ngửi cái mùi rất là khó chịu đó. Thì để cải thiện cái tình trạng này thì anh em nên đi vệ sinh dàn lạnh để đánh bay các cái vết bẩn cũng như là đánh bay bụi bẩn, nấm mốc trong cái dàn lạnh ô tô, thì sẽ trả cho anh em cái không khí trong xe luôn được tươi mát, luôn được thơm tho sạch sẽ, không có ảnh hưởng gì bởi các cái vi khuẩn nấm mốc trong xe nữa. Đó, thì anh em sử dụng xe ô tô thì sau 1 đến 2 năm hoặc là chạy đến 20 đến 30.000 km thì anh em nên đi kiểm tra cái dàn lạnh xem tình trạng xe của mình, cái dàn lạnh nó có sạch hay là nó bẩn. Nếu mà bẩn thì anh em nên kiểm tra và xử lý ngay em nhá.